Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. 8. Tỷ mục Cổ Sa Tiên Nhân Phó Thác thứ 8 Đồng Chân Trụ. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử tùy thuận suy ngẫm chánh giáo của Bồ Tát, tùy thuận suy ngẫm tịnh hạnh của Bồ Tát, sinh tâm phước lực tăng trưởng của Bồ Tát, sinh tâm thấy rõ tất cả chư Phật, sinh tâm sinh ra tất cả chư Phật, sinh tâm tăng trưởng tất cả đại nguyện, sinh tâm thấy khắp các pháp mười phương, sinh tâm chiếu sáng các pháp thật tánh, sinh tâm phá tan tất cả chướng ngại, sinh tâm quán giác pháp giới không đen tối, sinh tâm thanh tịnh ý bảo trang nghiêm, sinh tâm thôi phục tất cả chúng ma. Lúc đó Thiện Tài đồng tử tùy thuận suy ngẫm chánh giáo của Bồ Tát, tùy thuận suy ngẫm diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, sinh tâm phương lực tăng trưởng của Bồ Tát, sinh tâm thấy rõ tất cả chư Phật. Ngài dùng mắt trí huệ thấy được chư Phật nhiều vô lượng số, lại sinh tâm sinh ra tất cả chư Phật, lại sinh tâm tăng trưởng tất cả đại nguyện để cứu độ chúng sinh, lại sinh tâm thấy khắp các pháp mười phương, lại sinh tâm chiếu sáng các pháp thật tánh, lại sinh tâm phá tan tất cả chướng ngại. Trong tâm của Ngài chẳng còn hoài nghi sợ hãi đủ thứ các thứ chướng ngại, mà dũng mãnh hướng về trước, lại sinh tâm quán sát pháp giới không đen tối. Trong tâm đã không còn sự đen tối, dùng trí huệ chiếu sáng các pháp thật tánh để quan sát thể tánh chân như của pháp giới, lại sinh tâm thanh tịnh ý niệm bảo trang nghiêm, lại sinh tâm thôi phục tất cả chúng ma. Từ từ đi du hành đến nước Na La Tố, đi khắp nơi tìm tỷ mục Cổ Sa. Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng Nam, đi đến nước Na La Tố, bèn đi khắp nơi tìm tỷ mục Cổ Sa tiên nhân. Na La Tố dịch là không lười biếng, vì vị thiện tri thức này hay động cõi, chỉ cõi, quán cõi, đến cõi chẳng ngừng nghỉ. Tỷ mục Cổ Sa dịch là thường xuất tăng thượng, vô bố ý thanh, vì Ngài hay vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp để an ổn chúng sinh. Đây là đồng chân trụ thứ 8. Vì nhờ thanh tịnh vô lậu nên phó thác cho tiên nhân, tâm của Ngài chẳng sinh điên đảo, chẳng khởi tà ma, chẳng phá hoại bồ đề tâm. Thiện Tài thấy một khu rừng lớn có A Tăng Kỳ cây dùng để trang nghiêm, đó là cây đủ thứ lá sum xuê che mát, cây đủ thứ hoa nở rộ xinh tươi, cây đủ thứ quả trái chín liên tục, cây đủ thứ báu mưa quả mani, cây triển đàn lớn thẳng hàng khắp nơi, các cây trầm thủy thường tỏa hương thơm, cây hương vừa ý diệu hương trang nghiêm, cây ba cha la bao quanh bốn phía, cây ni câu luật thân cây cao vút, cây diêm phổ đàn thường mưa quả ngọt, hoa yêu bát la, hoa bà đầu ma dùng trang nghiêm ao hồ. Thiện Tài thấy một khu rừng lớn có A Tăng Kỳ cây dùng để trang nghiêm khu rừng đó, đó là cây đủ thứ lá khác nhau, cành lá sum xuê thòng xuống che mát, lại có cây đủ thứ hoa khác nhau, hoa nở rộ xinh tươi rất đẹp, lại có cây đủ thứ quả khác nhau, trái chín liên tục không ngừng, lại có cây đủ thứ châu báu mưa xuống quả mani, lại có cây chiên đàn lớn thẳng hàng khắp nơi, lại có cây các trầm thủy thường tỏa hương thơm ngào ngạt khiến cho ai ngửi được cũng đều sinh tâm thanh tịnh, lại có cây hương vừa ý ai ngửi được mùi hương này bèn sinh tâm hoàn hỷ, cây đó dùng diệu hương của nó để trang nghiêm cây đó, lại có cây ba trà la tức là cây thu hoa nở màu tím hương thơm ngào ngạt bao quanh bốn phía, lại có cây ni câu luật lá tựa như lá thị, trái tựa như trái tỷ bà, trái tựa như trái thị, giống loại nại lão, rất cao lớn trong các loài cây, thân cây cao vút. Lại có cây diêm phù đàn, tức là cây sinh diêm phù đàn kim, thường mưa xuống quả ngọt. Lại có hoa yêu bát la, hoa sen xanh, hoa ba đầu ma, hoa sen đỏ dùng để trang nghiêm mặt nước ao hồ đó. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử thấy vị tiền nhân đó trải cỏ ngồi ở dưới cây trên đàn. Đồ chúng một vạn người, hoặc mặc da nai, hoặc mặc vỏ cây, hoặc dùng cỏ làm y phục, vấn tóc để râu vây quanh trước sau. Lúc đó Thiện Tài đồng tử nhìn thấy vị tiền nhân đó đang trải cỏ ngồi ở dưới cây trên đàn. Đồ chúng của Ngài gồm một vạn người, một vạn là ý nghĩa biểu thị vạn hạnh. Có những người mặc y phục da nai, hoặc mặc y phục vỏ cây, hoặc dùng cỏ làm y phục. Những đồ chúng đó cố ý hiện ra những bộ dạng y phục kỳ lạ, khiến cho người khác nhìn thấy, cảm thấy rất đặc biệt. Biết họ ở trong rừng dụng công tu đạo, họ vấn đầu tóc để râu dài rất là đặc biệt. Họ vây quanh trước sau vị tiên nhân tỷ mục Cổ Sa. Thiện Tài thấy rồi, bèn đi đến chỗ vị tiên nhân năm thể sát đất bạch rằng, con này gặp được trần thiện trí thức,
Bậc thiện trí thức là môn hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được vào đạo chân thật. Bậc thiện tri thức là thừa hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đến được bậc Như Lai. Bậc thiện tri thức là thuyền hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đắc được trí bảo châu. Bậc thiện tri thức là đuốc hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được sinh thập lực quang minh. Thiện tri thức là đạo hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được vào thành niết bàn. Bậc thiện tri thức là đèn hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con thấy được con đường hẹp hiểm trở. Bậc thiện tri thức là cầu hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con qua được chỗ hiểm ác. Bậc thiện tri thức là lọng hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được sinh đại tử mát mẻ. Bậc thiện tri thức là mắt hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con thấy được môn pháp tánh. Bậc thiện tri thức là hải triều hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đầy đủ nước đại bi. Thiện tà nhìn thấy tình hình như vậy rồi bèn đi đến chỗ vị tiên nhân Tỷ Mục Cù Sa, đảnh lễ năm thể sát đất, biểu thị cung kính, sau đó bạch rằng: Con hiện nay gặp được vị thiện tri thức chân chánh có trí huệ. Bậc thiện tri thức là môn hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được vào đạo chân thật. Bậc thiện tri thức còn là thừa hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đến được bậc Như Lai. Bậc thiện tri thức còn là con thuyền hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đắc được trí bảo châu. Bậc thiện tri thức còn là đúc xá hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đắc sinh thập lực quang minh. Thiện tri thức còn là đạo hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được vào thành niết bàn. Bậc thiện tri thức còn là đèn sáng hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con thấy được con đường hẹp hiểm trở. Bậc thiện tri thức còn là cây cầu hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con qua được chỗ hiểm ác. Bậc thiện tri thức còn là lọng báu hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được sinh lợi ích đại từ bi mát mẻ. Bậc thiện tri thức còn là con mắt hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con thấy được môn pháp tánh. Bậc thiện tri thức còn là hải triều hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đầy đủ nước pháp đại bi. Nói như vậy rồi từ đất đứng dậy, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay đứng ở trước bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu đà la tâm hiệu tâm bồ đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo hay dạy dỗ, xin hãy vì con mà nói. Thiện tài tán thán thiện tri thức rồi, bèn từ đất đứng dậy, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay đứng ở trước tiên nhân Tỷ Mục Cù Sa mà bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu đà la tâm hiệu tâm bồ đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Hiệu Xà Yêu Bà Di giới thiệu cho con. Đức Thánh khéo hay giáo hóa dạy dỗ tất cả chúng sinh, xin Ngài hãy vì con mà diễn nói. Bấy giờ Tỷ Mục Cù Sa quay nhìn đồ chúng mà nói rằng: Thiện nam tử, đồng tử này đã phát tâm an nậu đa la tâm biểu tâm bồ đề. Thiện nam tử, đồng tử này bố thí không sợ hãi khắp tất cả chúng sinh. Đồng tử này ban khắp lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đồng tử này thường quán biển trí của tất cả chư Phật. Đồng tử này muốn uống tất cả mưa pháp cam lồ. Đồng tử này muốn dò tất cả biển pháp rộng lớn. Đồng tử này muốn khiến chúng sinh ở trong biển trí. Đồng tử này muốn phát khởi khắp mây đại bi rộng lớn. Đồng tử này muốn mưa xuống khắp pháp vũ rộng lớn. Đồng tử này muốn dùng trí huệ mặt trăng chiếu khắp thế gian. Đồng tử này muốn diệt phiền não nóng độc của thế gian. Đồng tử này muốn tăng trưởng tất cả căn lành của chúng sinh. Lúc đó tiên nhân Tỷ Mục Cù Sa quay nhìn một vạn đồ chúng mà nói rằng: Thiện nam tử, các vị có biết chăng, vị đồng tử này đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, vị đồng tử này đã bố thí không sợ hãi khắp tất cả chúng sinh. Vị đồng tử này ban khắp lợi ích cho tất cả chúng sinh. Vị đồng tử này thường quán sát biển trí huệ của tất cả chư Phật, đã đắc được biển trí của chư Phật. Vị đồng tử này muốn uống hết tất cả mười pháp cam lồ, muốn học hết tất cả Phật pháp. Vị đồng tử này muốn dò lường tất cả biển pháp rộng lớn. Vị đồng tử này muốn khiến tất cả chúng sinh ở trong biển trí huệ, khiến cho chúng sinh được giác ngộ. Vị đồng tử này lại muốn phát khởi khắp mây đại bi rộng lớn để diệt trừ nhiệt não của tất cả chúng sinh, địa khổ được vui. Vị đồng tử này lại muốn mưa xuống khắp pháp vũ rộng lớn, khiến cho chúng sinh được thấm nhận Phật pháp. Vị đồng tử này lại muốn dùng trí huệ mặt trăng sáng để chiếu khắp thế gian. Vị đồng tử này lại muốn diệt trừ phiền não nóng độc của thế gian, khiến cho chúng được mát mẻ. Vị đồng tử này lại muốn tăng trưởng tất cả căn lành của chúng sinh. Bấy giờ các tiên chúng nghe lời đó rồi đều đem đủ thứ hương hòa tốt nhất, dài lên thân thiện tài, cúi đầu làm lễ, vây quanh cung kính nói như vậy.
Này đồng tử này, tất sẽ cứu hộ tất cả chúng sinh, tất sẽ trừ diệt các khổ địa ngục, tất sẽ dứt hẳn các đường súc sinh, tất sẽ chuyển bỏ cõi Diêm La Vương, tất sẽ đóng bít cửa các xứ nạn, tất sẽ làm khô cạn các biển ái dục, tất sẽ khiến chúng sinh diệt hẳn khổ uẩn, tất sẽ vĩnh viễn phá tan vô minh đen tối, tất sẽ dứt hẳn tham ái ràng buộc, tất sẽ dùng phước đức núi Đại Luân Vi bao bọc thế gian, tất sẽ dùng trí huệ bao lớn núi Tu Di hiển bày thế gian, tất sẽ xuất hiện mặt trời trí huệ thanh tịnh, tất sẽ khai thị căn lành phát tạng, tất sẽ khiến cho thế gian biết rõ hiểm nguy hay dễ dàng. Lúc đó tất cả các tiên chúng nghe tiền nhân Tỳ Mục Cổ Sa tán thán chí nguyện phát tâm của thiện tài đồng tử rồi, ai nấy đều đem đủ thứ hương hoa tốt nhất dài lên trên đầu thiện tài đồng tử để cúng dường, sau đó hướng về thiện tài đồng tử cúi đầu đảnh lễ, vây quanh cung kính nói như vậy: vị đồng tử này, tương lai tất sẽ cứu hộ tất cả chúng sinh, tất sẽ trừ diệt thống khổ tất cả các địa ngục, độ thoát chúng sinh xa lìa các cõi ác, tất sẽ dứt hẳn các đường ác súc sinh, tất sẽ chuyển rời trừ khử cõi Diêm La Vương khiến cho không còn nữa, tất sẽ đóng bít cửa các xứ nạn, tất sẽ làm khô cả tất cả các biển ái dục khiến cho chúng sinh không còn bị ái dục nuốt chửng mà thoát khỏi biển khổ sinh tử, tất sẽ khiến chúng sinh diệt hẳn khổ năng uẩn không còn bị thiêu đốt, tất sẽ vĩnh viễn phá tan vô minh đen tối, tất sẽ dứt hẳn tham ái ràng buộc, ai không được tự do đều bị gông cùm tham ái khóa chặt, nếu từ bỏ được tham ái thì tất cả đều được tự do. Vị đồng tử này, tất sẽ dùng phước đức núi Đại Luân Vi bao bọc chúng sinh thế gian, thế giới chúng ta đây cũng được núi Thiết Vi bao bọc, ở giữa núi Thiết Vi có một biển nước mặn, trong biển nước mặn có bốn châu lớn, lại có bảy tầng núi vàng, bảy biển hương thủy, chính giữa là núi Tu Di. Trong núi Đại Luân Vi lại có biển thế giới nhiều bất khả thuyết, vị đồng tử này, tất sẽ dùng trí huệ bao lớn như núi Tu Di hiển bày cho chúng sinh thế gian, tất sẽ xuất hiện mặt trời trí huệ thanh tịnh, tất sẽ khai thị tất cả chúng sinh căn lành phát tạng, tất sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thế gian biết rõ thế nào là hiểm nguy, thế nào là dễ dàng, khiến cho họ minh bạch được chánh tà. Bấy giờ tiên nhân Tỳ Mục Cổ Sa bảo các tiên chúng rằng: thiện nam tử, nếu có người nào phát được tâm A Nậu Đà La Tam Biệu Tam Bồ Đề thì tất sẽ thành tiểu đạo nhất thiết trí. Vị thiện nam tử này đã phát tâm An Hậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề sẽ thanh tịnh tất cả công đức của Phật Điện. Lúc đó tiên nhân Tỳ Mục Cổ Sa bảo các tiên chúng rằng: thiện nam tử, nếu có người nào phát được tâm An Hậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề thì tương lai họ nhất định sẽ thành tựu đạo nhất thiết trí. Vị thiện tài đồng tử này đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tương lai chắc chắn sẽ thanh tịnh tất cả công đức của Phật Điện mà chứng được quả Phật. Bấy giờ tiên nhân Tỳ Mục Cổ Sa bảo thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử, ta đang được giải thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng. Thiện tài bạch rằng: đức thánh, cảnh giới giải thoát Vô Thắng Tràng như thế nào? Lúc đó tiên nhân Tỳ Mục Cổ Sa bảo thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử, ta đã đắc được pháp môn giải thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng. Tràng nghĩa là biểu thị đồng chân tịnh trí, biến hóa tự tại, cao xuất công dụng và phá tan sự hoài nghi. Vô thắng là tướng hoặc bất động. Thiện tài bạch rằng: đức thánh, cảnh giới pháp môn giải thoát Vô Thắng Tràng như thế nào? Bấy giờ tiên nhân Tỳ Mục Cổ Sa liền giơ tay phải giơ đầu thiện tài, cầm tay thiện tài, thì lập tức thiện tài tự thấy thân mình đi đến các thế giới trong mười phương, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đến cho các đức Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thấy các đức Phật đó và chúng hội của các ngài, chư Phật tướng tốt đủ thứ sự trang nghiêm, cũng nghe các đức Phật đó tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà diễn nói pháp. Từng câu từng chữ thầy đều thông đạt, đều thọ trì khác nhau không có tán loạn. Lúc đó tiên nhân Tỳ Mục Cổ Sa liền giơ tay phải giở đầu thiện tài, lại dùng tay trái cầm tay thiện tài. Cầm tay là biểu thị truyền thọ cho, đồng thời cũng biểu thị từ bi. Đây là đạo lý lực nhiếp vô lực của Kinh Hoa Nghiêm. Trí thức có lực, lực nhiếp vô lực, khiến cho thiện tài thấy được đủ thứ cảnh giới thù diệu dưới đây. Nếu thiện tài có lực thì tiên nhân vô lực, lực nhiếp vô lực, sở chứng của tiên nhân, thiện tài đều đắc được, cho nên hỗ tường nhiếp trì. Lúc đó lập tức thiện tài tự thấy thân mình phát sinh biến hóa kỳ diệu, đi đến các thế giới trong mười phương, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thiện tài đồng tử nhập định rồi, đến chỗ đạo tràng các đức Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, nhìn thấy cõi nước các đức Phật đó và chúng hội của các ngài và 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của chư Phật,
cùng với đủ thứ sự trang nghiêm. Đồng thời cũng nghe các đức Phật đó tùy thuận tâm ưa thích của các chúng sinh mà diễn nói pháp từng câu từng chữ. Thiện tài thảy đều thông đạt, đều thọ trì nơi tâm nghĩ nhớ không quên, chẳng có tạp loạn, cũng biết các đức Phật đó dùng đủ thứ sự hiểu biết tịnh trì các nguyện, cũng biết các đức Phật đó dùng nguyện thanh tịnh thành tựu các lực, cũng thấy các đức Phật đó tùy tâm chúng sinh hiện ra sắc tướng, cũng thấy lưới đại quang minh của các đức Phật đó đủ thứ các màu sắc thành tịnh viên mãn, cũng biết các đức Phật đó trí huệ đại quang minh lực vô ngại. Lại nữa, còn mắt thấy thân ở chỗ các đức Phật trải qua một ngày đêm hoặc bảy ngày đêm, nửa tháng, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, hoặc trải qua ước năm, hoặc du đa ước năm, hoặc na do tha ước năm.